Xin chào các bác nhé. Hôm nay em xin giới thiệu các bác một loại gia vị, đó là ớt khô. Đây là quả ớt đã được phơi khô các bác nhé, để nguyên quả đây, phơi khô đây. Thì bên em chuyên cung cấp các loại gia vị các bác nhé, như là ớt này, tiêu này, quế này, thảo quả này, hoa hồi này, rồi hạt mùi này, hạt thìa là này, hoa hồi này, nói chung là các loại gia vị xuyên tiêu. Đấy, các bác hạt dành dành các loại, các bác cần loại nào thì có thể là nhắn tin Zalo hoặc là hoặc là gọi điện trực tiếp cho em nhé. Bên em có giao hàng toàn quốc đến nơi các bác kiểm tra hàng thanh toán thôi. Thì đây là cái quả ớt để nguyên quả phơi khô các bác nhé, vẫn còn hạt bên trong ấy. Thì ngoài cái gia vị Tây Bắc thì bên em còn cung cấp các đặc sản núi rừng, các đồ ngâm rượu như là ba kích, sâm cao, ngọc cẩu, dâm dương hoắc, dung dung, kỳ tử, táo đỏ, long nhãn, trà hoa cúc, các loại. Các bác cần loại nào hoặc là các loại như là muối chúa này, rồi sâu chít này, mật ong rừng, nấm linh chi, nấm linh xanh, các bác cần các loại rễ cây này, hoa quả này, rồi cây rừng thì có thể liên hệ cho em nhé. Bên em có giao hàng toàn quốc đến đây các bác kiểm tra hàng thanh toán thì cái loại này thì nó có làm gia vị các bác ạ. Đấy, ngoài là một loại gia vị phổ biến vì nó có thể dễ dàng bảo quản được trong thời gian dài, rất tiện lợi trong nhiều món ăn. Không có ớt thì không có ớt tươi thì có thể thay thế ớt khô, đặc biệt là các loại nước chấm trong gia vị để tạo vị cay thì ớt luôn là sự lựa chọn hàng đầu của những người đầu bếp các bác nhé. Loại này thì ngoài thì làm gia vị thì mình có thể làm tương ớt. Tương ớt thì các bác có thể mua về rồi các bác nghiền ra, xay ra. Đấy. Xong các bác làm tương ớt các bác nhé. Ngoài ra thì loại này còn rất tốt cho sức khỏe với nhiều lợi ích, gần như đủ các loại lợi ích như bổ sung sắt này, đối đốt cháy mỡ thừa này, giảm tắc nghẽn đường hô hấp này, giảm nghẽn động mạch này, ổn định đường huyết này. Mặc dù có rất nhiều các lợi ích như các bác không nên sử dụng nhiều các bác nhé, vì loại này nếu mà sử dụng quá nhiều thì có thể là gây ra đau dạ dày. Và ăn ớt là một cách giúp giảm cân các bác nhé, hiệu quả. Và ớt khô cũng được sử dụng tương tự, khi ăn ớt bạn sẽ cảm thấy cay nóng. Chính vị cay của ớt khiến hệ thần kinh phản ứng để cơ thể tăng nhanh sự trao đổi chất nhằm giảm các chất gây ra vị cay này. Chính sự trao đổi chất tăng nhanh nên chúng ta cảm thấy cơ thể nóng lên và vô tình giúp đốt cháy mỡ trong cơ thể, giống như đang tập thể dục vậy. Thì các bác cần có nhu cầu mua ớt khô hoặc là các loại gia vị thì vui lòng cho liên hệ cho em hoặc nhắn tin Zalo nhé, như thảo quả, hoa hồi, xuyên tiêu, rồi quế này, hạt mùi này, rồi hạt dành dành này, hạt thìa là này, vân vân. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi nhé. Xin chào tạm biệt các bác.